trách nhiệm hữu hạn Hóa Việt được thành lập năm 2006 là doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị khoa học, vật tư tiêu hao và hóa chất trong phòng thí nghiệm. Với phương châm uy tín, chất lượng, cạnh tranh, Hóa Việt luôn không ngừng nỗ lực cả về nhân lực và vật lực để xây dựng uy tín thương hiệu cũng như niềm tin của khách hàng đối với những sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Sở hữu một đội ngũ kỹ thuật lành nghề và đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, công ty Hóa Việt cam kết đem đến cho khách hàng sự yên tâm về chất lượng dịch vụ từ bước tư vấn ban đầu đến bước cung cấp sản phẩm cùng với dịch vụ chăm sóc sau bán hàng. Trong 10 năm hoạt động, thế mạnh làm nên thương hiệu Hóa Việt trở nên khác biệt chính là sự chuyên môn hóa trong từng bộ phận, tính trách nhiệm cao cùng với dịch vụ hậu mãi về sau. Ngoài ra, các bộ phận thường xuyên trao đổi công việc, chia sẻ những khó khăn, đóng góp những sáng kiến xây dựng để tạo nên một Hóa Việt năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp hơn trong từng dự án mà chúng tôi tham gia. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa Việt đang là nhà phân phối độc quyền và ủy quyền của những nhà cung cấp nổi tiếng trên thế giới đến từ Mỹ, Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản, Thụy Sĩ, v.v. Chúng tôi mang đến những sản phẩm có chất lượng cao, tiến độ giao hàng đảm bảo, giá thành hợp lý nhằm đáp ứng những nhu cầu khác nhau của từng khách hàng. Với sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng trong suốt thời gian qua là nguồn động viên to lớn trên bước đường phát triển của Hóa Việt. Chúng tôi sẽ không ngừng hoàn thiện để phục vụ khách hàng tốt nhất và luôn xứng đáng với niềm tin ấy.